chú chó hoang này thật bất hạnh. Có người ngược đãi nó, có người bắt nó để đem đi bán. Ngay cả khi nó bị tra tấn với những vết thương khắp người, nhưng nó vẫn như cũ tràn đầy lòng tin với loài người. Hôm đó, nó lang thang đến một cửa hàng thú cưng. Nó dừng bước lại nhìn vào bên trong. Bên trong lồng nhốt đủ các loại chó. Điều này làm nó nhớ lại kỷ niệm trước kia. Ông chủ, đây là loại chó gì vậy? Đây là chó bình thường thôi. Nuôi lớn để lấy thịt. Thịt á? Chó này để ăn thịt à? Tàn nhẫn quá. Chú chó đáng yêu thế này, bao nhiêu tiền vậy ạ? Nếu cậu mua, vậy 50 tệ đi. 50 tệ à? Đúng vậy. Được thôi, vậy mua mày nhé, được không? Về nhà với tao. Cứ như vậy chú chó nhỏ trở thành thú cưng của người đàn ông này. Anh ấy đặt tên cho nó là Đại Hoàng. Anh ấy tận tâm chăm sóc cho Đại Hoàng. Đại Hoàng cũng là chú chó biết mang ơn. Mỗi ngày nó sẽ ở cửa đợi chủ nhân tan làm về. Những ngày tháng của hai chú chó độc thân thật bình lặng và hạnh phúc. Những ngày tốt đẹp không kéo dài lâu. Người đàn ông có bạn gái, nhưng cô gái này không thích chó con chút nào. Mỗi ngày đều ngược đãi Đại Hoàng, thậm chí ép anh ấy phải lựa chọn một trong hai, đó là mình hoặc Đại Hoàng. Có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Người đàn ông không còn cách nào, chỉ có thể buộc Đại Hoàng vào một cái cây trong công viên. Sau đó anh ấy đi thẳng chẳng thèm ngoái đầu lại. Đại Hoàng lúc này vẫn không biết rằng mình đã bị bỏ rơi. Nó lặng lẽ đợi ở dưới gốc cây 2 ngày 2 đêm, vẫn luôn mong chờ sự trở lại của người chủ. Thời gian trôi qua từng chút một, Đại Hoàng vẫn như cũ không thấy bóng dáng của chủ nhân. Nó cảm thấy rất tuyệt vọng. Vì vậy, Đại Hoàng đói và khát đã thoát khỏi dây xích, sau đó lên đường tìm kiếm chủ nhân. Ngày lang thang đầu tiên của nó, gặp một ca sĩ lang thang trong đường hầm tàu điện ngầm. Có lẽ họ có số phận giống nhau nên đã khiến họ gặp nhau. Ca sĩ lang thang rất có mến Đại Hoàng. Cứ như vậy, một người và một con chó thành bạn đồng hành của nhau. Kiếm được tiền, họ liền cùng nhau mua đồ ăn ngon. Nhưng hôm sau, anh ca sĩ đã bị sốt cao, anh ấy ngã bên đường không thể động đậy. Đại Hoàng liền ở bên cạnh anh ấy sủa to, thu hút sự chú ý của người qua đường. Cuối cùng anh ấy được người tốt đưa đến bệnh viện, mà Đại Hoàng đợi ở lối ra vào tàu điện ngầm 3 ngày. Anh ca sĩ vẫn mãi không xuất hiện. Đại Hoàng lần nữa trở thành chú chó lang thang. Ngày thứ 6 lang thang, hai cô bé học sinh thấy nó nằm trên mặt đất thật đáng thương. Sau đó chút đồ ăn vặt trong cặp ra cho Địa Hoàng ăn. Một trong hai cô bé rất yêu chó, nhưng gia đình không đồng ý nhận nuôi chó hoang. Cô bé chỉ có thể miễn cưỡng rời đi. Đại Hoàng lúc này sủa to như muốn cảm ơn cô bé vậy. Ngày thứ 12 lang thang, Đại Hoàng đói không thể nhịn được nữa, chỉ có thể đến tiểu khu ăn trộm thức ăn mèo, lại bị bảo vệ của tiểu khu bắt được. May là người bảo vệ này cũng rất tốt bụng. Anh ấy thấy Đại Hoàng thông minh như vậy, mỗi ngày dắt theo nó đi tuần tra. Đại Hoàng đã trở thành một chú chó cảnh sát. Người dân trong tiểu khu cũng rất yêu thích nó. Nhưng hai đồng nghiệp của anh ấy đã sinh lòng độc ác. Bọn họ nhân lúc anh ấy không ở đây muốn giết Đại Hoàng, đánh nó một trận. Lúc này, anh ấy đã kịp thời phát hiện, vội vàng xông đến ngăn cản. Mà Đại Hoàng nhân lúc hỗn loạn chạy thoát khỏi tiểu khu. Ngày thứ 20 lang thang, Đại Hoàng bây giờ vừa gầy vừa dơ. Nó đến một con hẻm, nó phát hiện trên mặt đất có 2 cái bánh bao thịt. Cùng lúc đó, một chú chó con đi lạc khác đi tới. Đại Hoàng thấy chó con đáng thương, mặc dù mình cũng đã đói mấy ngày, cuối cùng vẫn là chọn nhường thức ăn đã tới trong miệng cho chó con. Đột nhiên có hai người bước ra, họ tóm lấy con chó con. Hóa ra là do bọn buôn chó sắp đặt. Lúc này Đại Hoàng sợ quá nên bỏ chạy. Ngày thứ 22 lang thang, Đại Hoàng lại đến công viên, mà người chủ đầu tiên đã vứt bỏ nó. Nó nhìn thấy rất nhiều người dắt thú cưng của họ đi dạo, nhìn cơ thể sạch sẽ của đồng loại và nở những nụ cười hạnh phúc. Mà Đại Hoàng thì cảm thấy rất lạc lõng. Lúc này, một cô gái chống nạng cũng đến đây. Tâm trạng của cô ấy cũng rất tồi tệ. Cô gái tốt bụng đã đút đồ ăn trên tay mình cho Đại Hoàng ăn và nói ra tâm sự trong lòng mình. Hóa ra cô gái bị sau này cô ấy sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa. Nhìn cô gái đang khóc, Đại Hoàng vội vàng đi đến an ủi cô ấy, còn dùng hành động của mình để cổ vũ cô gái, để cô ấy cố gắng đứng lên một lần nữa. Kể từ hôm đó, cô gái mỗi ngày đều đến công viên để gặp Đại Hoàng. Cứ như vậy cô gái với sự bầu bạn của Đại Hoàng, mỗi ngày đều luyện tập phục hồi chức năng, và ngày qua ngày cũng trở nên tốt hơn. Ngày thứ 31 lang thang, cô gái nói ngày mai cô ấy phải đi làm kiểm tra lần cuối. Nếu thuận lợi, cô ấy có thể trở lại khán đài lần nữa, và bảo Đại Hoàng ngày mai nhất định phải đợi cô ấy ở đây. Nhưng ngày hôm sau khi Đại Hoàng nhìn thấy bóng dáng của cô gái, nó ngay lập tức hưng phấn chạy qua đó. Nhưng mắt đột nhiên tối sầm, nó đã bị hai kẻ buôn chó bắt. Đây là ngày thứ 33 lang thang của Đại Hoàng. Nó bị nhốt trong lồng của một cửa hàng thịt chó. Cả căn phòng tràn ngập mùi hôi thối của máu. Sau đó, nhìn thấy đồng loại bị kéo ra khỏi lồng, trong mắt nó tràn ngập sự tuyệt vọng, bèn yên tĩnh nằm ở trong lồng. Có lẽ không lâu nữa, bản thân nó cũng sẽ xuất hiện ở trên bàn ăn. Tuy rằng chủ nhân đã vứt bỏ nó, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó vẫn nhớ chủ nhân của mình. Ngay lúc này, người của hội bảo vệ động vật tìm đến đây, cứu hết những chú chó ở đây ra. Nhưng khi mở lồng của Đại Hoàng, nó điên cuồng lao ra ngoài. Nó chạy lung tung trên đường. Trong 33 ngày lang thang và gặp gỡ này, khiến nó đã không còn tin tưởng bất cứ ai nữa. Đại Hoàng rất hy vọng được chạy vào vòng tay của chủ nhân một lần nữa, không phải trải qua cuộc sống trôi giạt thế này nữa. Mà khi Đại Hoàng băng qua đường,
Nó đã bị một chiếc xe hơi đang chạy tới đâm ngã trên đất. Khoảnh khắc đó, những người và những chuyện nó đã gặp trước đây cứ hiện ra ngay trước mắt. Đại hoàng mê man nhớ lại hôm bị chủ nhân vứt bỏ. Điều khác biệt là lần này chủ nhân đã không rời bỏ nó nữa, mà là quay lại phía mình. Cô gái nhảy múa cũng đang ở đây đợi nó, nhưng cô ấy cũng không nhìn thấy bóng dáng của đại hoàng đâu. Anh bảo vệ cũng bất giác mà nhìn sang bên cạnh, vẫn trống không như cũ. Anh ca sĩ lang thang cũng trở lại đường hầm tàu điện ngầm một lần nữa. Anh ấy luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó ở đây. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, đại hoàng dần dần nhắm mắt. May là những người ở hiệp hội bảo vệ động vật đã đến giải cứu nó. Sau cuộc điều trị, đại hoàng cuối cùng đã khỏe mạnh trở lại. Sau đó, nó đã được đưa đến một cơ sở cứu hộ động vật trong nhà. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, đại hoàng không còn hoạt bát nữa. Nó không muốn lại gần con người, cũng không muốn chơi cùng đồng loại của mình, luôn thích ở một mình trong góc. Hôm đó, một cô gái tốt bụng đã đến đây. Sau khi cô ấy nghe những gì đã xảy ra với đại hoàng, đôi mắt cô gái tràn đầy sự yêu thương. Cô ấy quyết định sẽ đưa đại hoàng về nhà và chăm sóc cẩn thận, dùng hết sức có thể để yêu thương bảo vệ nó. Cứ như vậy, đại hoàng đã có một mái ấm gia đình mới. Nhưng trong sâu thẳm trong tim nó vẫn sợ hãi và phản kháng. Nhưng cô gái nhỏ tốt bụng này đã không bỏ cuộc. Cô ấy biết đại hoàng đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mất lòng tin vào con người là điều không thể tránh khỏi. Cuối cùng, với sự cố gắng không ngừng của cô gái, đại hoàng đã mở lòng lần nữa, chấp nhận cô gái nhỏ tốt bụng này. Mà lúc này, người chủ vì bạn gái mà vứt bỏ đại hoàng cũng đã trở thành chó độc thân. Cuối cùng điều khiến người xem cảm động hơn là vốn dĩ tất cả những người tham gia phim ngắn này đều làm không công. Mọi người chỉ có một mục đích, đó là kêu gọi nhiều người quan tâm đến động vật hơn. Dù sao tuổi thọ của động vật khá ngắn, nhưng chúng chắc chắn chỉ một lòng một dạ mà đối đãi với chủ nhân của mình. Nếu mọi người không đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng nó, xin đừng ngược đãi cũng như vứt bỏ nó. Tôi là Hà Mã, hẹn gặp lại vào kỳ sau.